dùng một thời gian khoảng 2 đến 3 năm khi mà gỗ đã co ngót nó hở toác phần này. Đây là mọi người nên lưu ý khi mà đi chọn hàng trên thị trường mọi người nhé. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Gỗ Long Ly. Và em vừa mới bàn giao xong một bộ sản phẩm sofa nguyên khối rất là đẹp. Và như mọi người thấy thì vừa rồi em cũng có quay quá trình mở cẩu các thành phần của bộ sofa này đây. Và hiện tại thì bộ sản phẩm này đã lắp đặt xong, thì em sẽ giới thiệu với mọi người chi tiết của bộ sản phẩm này. Và như mọi người thấy thì em sẽ đính kèm một cái file 3D để mọi người có thể tham khảo trước khi sản phẩm nó dựng lên và sau khi được bàn giao trông sẽ như nào. Và đa phần là với những khách hàng tin tưởng cũng như là đặt hàng của ông Ly thì em sẽ dựng ra một cái bản 3D ấy, để mọi người có thể mường tượng ra các cái thông số mà mọi người tưởng tượng có hợp lý hay không, và mọi người có thể điều chỉnh trước khi mà em dựng mộc. Và bây giờ thì em sẽ đi sâu vào cái bộ sản phẩm này để mọi người nắm bắt được các cái thông số cũng như là kiểu cách quy cách đóng hàng của ông Ly. Và đầu tiên thì mọi người thấy đây là một bộ sản phẩm được đặt theo thông số cũng như là yêu cầu của gia chủ, với kích thước bên này sẽ rơi vào 2m3 và chiều bên này thì nó sẽ rơi vào khoảng 2m8. Và độ dày của các phần tựa như là phần tựa này 12 này, ván mặt 10 này, mặt bàn này 12 này. Thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới để mọi người có thể nắm bắt qua cái thông số cũng như là cái điểm nhấn của bộ sản phẩm. Đầu tiên đó chính là cái phần tựa. Đa phần là với những cái sản phẩm trên thị trường ấy, phần tựa thì người ta chỉ làm cao khoảng 30 phân thôi. Nhưng mà với ông Ly em cũng là người khá là to cao nên là em ngồi vào những cái sản phẩm chỉ có 30 phân nó hơi bị gai lưng, bởi vì nó không đủ độ cao để đệm và tạo cái độ thoải mái cho mọi người. Và bởi vì thế thì em sẽ làm những phần tựa này sẽ cao 40 phân. Và thứ hai nữa đó chính là bên ngoài thì em sẽ sử dụng một cái loại mũi soi to hơn để tạo cho mọi người cảm giác thoải mái hơn khi mà sử dụng. Đó, mọi người thấy không? Đây, bên ngoài này, mũi soi to. Và khi mà sử dụng mũi soi to ở phần tựa thì phần tay này thì em cũng sẽ sử dụng một loại mũi to hơn để khi mọi người đặt tay vào đây cảm giác sẽ thoải mái hơn. Đó. Và để tạo cho bộ ghế này cảm giác nó trường ghế hơn thì em cũng sẽ làm cái phần tựa này nó phủ qua phần tay. Thứ nhất là để tạo cho cái bộ sản phẩm này nó trường ghế hơn này. Thứ hai đó chính là em sẽ chốt mộng ở bên trong này. Mộng sẽ được liên kết từ phần tựa này xuống tay này và tay này xuống phần chuồng bên dưới. Và như thế thì ba thành phần này nó sẽ níu lên nhau và nó sẽ tạo cho bộ sản phẩm cực kỳ là chắc chắn. Kể cả chúng ta không có tường thì đặt vào đây nó rất là vững chãi. Mọi người có thể dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào tựa này cũng thoải mái luôn. Bởi vì phần trong này em làm một cái mộng rất là to luôn mọi người. Đó. Và ở phần bên dưới này thì nó sẽ có hai kiểu thiết kế. Thứ nhất là như mọi người thấy, đây là kiểu thiết kế mà khách hàng mong muốn, đó chính là cái phần tay này nó sẽ phủ xuống cái phần chuồng. Thì khi mà chúng ta nhìn trực diện này nó sẽ không tạo ra cái đường cắt lớp. Đây, đây phần bên này đây. Quay ra phần này bên này xem nào, cho mọi người thấy đây. Phần này thì ánh sáng nó nhiều hơn đấy. Thì như mọi người thấy đây, khi mà chúng ta làm phần tay này phủ xuống dưới thì nó sẽ không tạo ra cái đường cắt lớp. Và cách thứ hai đó chính là làm cái phần ván tràn này nó tràn qua đây, thì chúng ta có thể khoe chọn được cái phần ván tràn 70 phân nguyên khối. Bởi vì thực ra cái phần ván tràn 70 phân nguyên khối này nó cũng sẽ là một cái điểm nhấn, bởi vì nó sẽ được cắt ra từ những cái thân gỗ đường kính nó khoảng 1m. Thì với những cái thân gỗ đường kính 1m thì bao giờ cái chất gỗ sẽ già hơn, nó sẽ đanh hơn. Như đấy là tùy theo cái kiểu mà mọi người mong muốn là chúng ta sẽ làm theo cách như nào. Đó. Và cái điểm nhấn thứ ba của gỗ Long Ly đó chính là phần chuồng bên dưới. Và đầu tiên thì như mọi người thấy cái mật độ đan thang cực kỳ là dày, cứ cách khoảng 40 phân thì em sẽ đan một cái thang. Và thang sẽ đan cả hai lớp là cả trên này cả dưới này. Như này thì mọi người được một sản phẩm cực kỳ là chắc chắn. Và tất cả các cái thang sẽ đều có mộng hết nhá mọi người. Tất cả các thang này đều có mộng này. Và như mọi người thấy này thì phần khe góc đây. Để em làm khe góc này cực kỳ là cẩn thận để làm sao để mọi người được một cái sản phẩm chất lượng mọi người nhé. Đó, tất cả đều là có mộng đầy đủ. Và như này thì phần bên dưới nó cực kỳ là đầm chắc, để mọi người sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái kích có mộng luôn. Khi mà dùng nó sẽ không bao giờ bị cong vênh nữa, sẽ không bao giờ bị hở ở đây. Và đã có rất là nhiều các trường hợp dùng một thời gian khoảng 2 đến 3 năm khi mà gỗ đã co ngót nó hở toác phần này. Đây là mọi người nên lưu ý khi mà đi chọn hàng trên thị trường mọi người nhé. Như mọi người thấy, với những cái sản phẩm nguyên khối thì đa phần em sẽ ưu tiên làm tất cả những mọi thứ đều là liền. Đây, chân đế và phần chuồng quay bên dưới đều là liền một tấm này. Đó. Và đa phần hàng phổ thông thì người ta sẽ hay ghép ở đây. Bởi vì em biết rằng là cái nhu cầu khách hàng ấy, khi mà đã chơi những sản phẩm nguyên khối rồi thì rất là hạn chế, rất là không thích sử dụng những cái thành phần ghép. Thì bao giờ là cái phần chân đế này cũng như là cái phần mặt bàn đây em cũng sẽ làm liền một tấm nhá mọi người. Bình thường hàng phổ thông người ta sẽ ghép hai miếng ở đây này. Đó, nhưng mà em vẫn sẽ làm liền như này để mang lại cho mọi người một cái cảm giác, một cái bộ sản phẩm nó giá trị hơn. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm liền ấy, thì nó sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng nó co nó hở giữa. Bởi vì khi mà chúng ta ghép đôi thì chúng ta đã chốt mộng bên ngoài rồi, dùng một thời gian gỗ nó co vào, mà khi nó đã bị chốt mộng hai đầu rồi thì nó sẽ co, nó sẽ hở phần giữa. Thì chúng ta phải bảo trì bảo hành rất là mệt. Và khi mà em làm như này thì mọi người sẽ không bao giờ phải lo lắng về các kết cấu mộng cũng như là các cái quá trình mà sử dụng, mọi người sẽ không bao giờ gặp những cái lỗi vặt đâu. Và bình thường là khi mà chúng ta sử dụng những cái bộ sofa góc thì phần góc này chúng ta sẽ rất ít khi mà sử dụng cái phần không gian ở kệ bên trong. Thì em sẽ làm một cái phần bo góc bên trong.
để mọi người đặt một lọ hoa hoặc đặt một bức tượng bên trong thì đã vô cùng là hợp lý đó. Và như hiện tại thì khách hàng bên em đặt một bức tượng bên trong đây, dáng của sản phẩm này rất là đẹp luôn đó. Và mặt bàn này độ dài của nó sẽ là 1m7, độ rộng nó sẽ là 75 phân, tất cả đều là sử dụng những cái tấm bắp bìa không tâm, không giác, không nứt toác, được lọc lựa gỗ cực kỳ là kỹ luôn. Đây, thấy không, đầu bên ngoài này rất là đẹp luôn mọi người đó. Và bộ sản phẩm này thì nó sẽ đi kèm với cả hai cái đôn là 45 x 45, em đang đặt ở trong góc đây bởi vì không gian của nhà khách hàng thì nó cũng hơi nhỏ đây. Nếu mà chúng ta đặt cái đôn bên ngoài thì nó sẽ hơi bị chiếm mất nhiều diện tích ấy, thì khách hàng sẽ để hai mà cặp lục, khách hàng sẽ để hai cái lục bình bên trên bởi vì đây là làng gỗ Bát Tràng ấy, nên là những cái cặp lục bình như này thì nó rất là đẹp luôn đó. Đây, đó cực kỳ là đẹp. Đây là một trong những cái đất nghề của Việt Nam rồi. Và nếu mà ai có nhu cầu về những cái sản phẩm nguyên khối sofa đẹp, giá trị và chất lượng thì có thể đến trực tiếp cơ sở của Gỗ Long Ly theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến thời điểm hiện tại. Và nếu mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em hoặc là qua trực tiếp cơ sở em để có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm đẹp nhất. Và Gỗ Long Ly tự hào là một đơn vị sản xuất trực tiếp, tự chủ về tất cả các khâu, từ khâu nhập gỗ, xẻ gỗ, đóng mộc cũng như là hoàn thiện với cái tiêu chuẩn hàng cao nhất mọi người nhé. Đó, rất là đẹp đúng không mọi người? Từ cái chất lượng sơn, sơn BU 5 lớp, bóng mờ, sờ rất là mịn, rất là mượt. Đó. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các sản phẩm sau. Xin chào. Rất là đẹp đúng không mọi người?